phân ưu nhận được hung tin người con trai út của gia đình giáo sư bác sĩ bùi quang mỹ là anh bùi quang thiện pháp danh tuệ đạt đã từ trần vào ngày 8 tháng 11 năm 2020 tại Fairfax Hospital, Virginia, hưởng dương 50 tuổi, thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Bùi Quang Mỹ. Võ Phương Thư và Tống Vương Thịnh, Hà Ngọc Cầm nguyễn thị kim dung và nguyễn vũ tuệ trần mỹ linh và nguyễn đình tuấn nguyễn hoàng vân và nguyễn thị minh châu và gia đình văn kỳ nam và tôn nữ cẩm vân nguyễn kim khánh và gia đình phạm phương truyền và nguyễn hồng phúc thân thị hương giang trần thị kim chi và hoàng trọng hiếu bùi bảo anh và thi na trương võ thành nhân và ngô bích thủy